Vâng, chào mừng quý chị đã quay trở lại với livestream của Nhật Xanh Đồ Xin. Ngày hôm nay thì Nhật Xanh Đồ Xin sẽ giới thiệu đến quý chị các sản phẩm áo khoác gió đồng giá là 250k trên một sản phẩm bất kỳ. Và khi mà quý chị chúng ta mua từ hai sản phẩm trở lên hoặc là mình chuyển khoản trước thì sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để Nhật Xanh Đồ Xin tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của Nhật Xanh Đồ Xin là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Tất cả sản phẩm đầu tiên thì mình sẽ được giới thiệu đến quý chị. Thì sẽ là một con áo khoác gió với cái chất liệu của mình, nó sẽ là chất liệu gió một lớp, mã là A154, chiều dài là 68, ngang là 55 và vai là 45. Size L cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70 kg. Mình có thể lựa chọn em này. Đây là một thiết kế đến từ thương hiệu Decente và bên trên ngực áo mình sẽ có một cái phần in tên và logo của thương hiệu ở bên trên. Em này thì sẽ là một cái thiết kế cổ bẻ này, cũng rất là lịch sự nhã nhặn để cho quý chị chúng ta sử dụng. Và đặc biệt là trong thời điểm hiện tại, các bác hoàn toàn có thể là yên tâm sử dụng các cái sản phẩm áo gió một lớp như thế này, vừa đảm bảo cho quý chị là chúng ta mặc lên nhẹ nhàng thoải mái, và cái thứ hai là chắn gió chống bụi rất là tốt cho mình. Phía dưới đây thì sẽ có túi chéo này, và túi sẽ là có cúc bấm cẩn thận để cho quý chị chúng ta đựng đồ mình không lo là bị rơi bị mất. Và mã của sản phẩm này sẽ là mã A154, tông màu xanh than, rất là dễ mặc dễ dùng. Và cho quý chị chúng ta quan sát một chút toàn bộ cái form dáng của sản phẩm, nó sẽ là cái thiết kế form suông rộng rãi thoải mái cho bác chúng ta sử dụng. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một sản phẩm áo khoác gió với cái tông màu vàng. Em này cũng là một cái tông màu khá là nổi bật để quý chị chúng ta sử dụng. Mã A155, chiều dài là 71, ngang là 59 và vai là 49. Size L cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70 kg, mình có thể là sử dụng em này. Và phía dưới đây thì sẽ có túi vuông này cho quý chị chúng ta sử dụng. Và cái phần túi này sẽ có cái phần miếng dán để cho các bác chúng ta đựng đồ không lo là bị rơi bị mất. Các bác chúng ta muốn sử dụng túi chéo thì cũng có để cho quý chị chúng ta sử dụng luôn. Và túi có khóa rất là cẩn thận. Và mã em này thì sẽ là mã A155. Sản phẩm này thì sẽ là một sản phẩm áo gió hai lớp, và bên trong này sẽ là một cái lớp lót lưới này để cho quý chị chúng ta mặc lên được thoải mái dễ chịu. Mã sẽ là A155. Cái tông màu này các bác yên tâm là nó sẽ hơi nổi bật một chút, nhưng mà mặc lên rất là trẻ trung và cũng rất là dễ để quý chị chúng ta phối đồ thôi, bởi vì là cái thiết kế của mình nó sẽ là cái thiết kế trơn. Tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo với cái tông màu của mình cũng là cái tông màu xanh than. Cái sản phẩm này của mình, cái tông màu nó sẽ hơi đậm một chút, một thiết kế đến từ thương hiệu First Down. Ở bên trên này sẽ là tem mác chính hãng này, và ở phần ngực áo thì cũng có thêu tên và logo của thương hiệu luôn. Mã sẽ là A156, chiều dài là 69, ngang là 59 và size của sản phẩm sẽ là size L cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70 kg, các bác có thể là lựa chọn em này. Phía dưới đây thì sẽ có túi chéo này rộng rãi cho các bác chúng ta giữ ấm tay cũng như là mình đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Chất liệu của em này sẽ là chất liệu gió hai lớp, bên trong có thêm một cái lớp lót nỉ cho mình. Các bác hoàn toàn có thể là sử dụng em này khi mà cái thời tiết nó không quá lạnh. Ở một cái thời tiết se lạnh thì mình có thể là sử dụng cái sản phẩm áo khoác gió này, hoặc là quý chị chúng ta có thể là sử dụng cả năm sau nữa vẫn được luôn, vì cái sản phẩm của mình độ bền cũng rất là cao. Em này sẽ có mã là A156 này, một thiết kế chính hãng của nhà First Down. Các bạn yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay liên hệ trước đơn với nhà sản xuất. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo của nhà Croquet. Em này thì sẽ là một con áo khoác gió với cái thiết kế cổ bẻ rất là nhã nhặn lịch sự. Mã A157, chiều dài là 72, ngang là 56, size L cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70 kg, mình có thể là lựa chọn em này. Một thiết kế đến từ thương hiệu Croquet, và bên trên ngực áo sẽ có một cái phần in tên của thương hiệu, mà đằng sau thì cũng có hình in luôn. Tuy nhiên cái hình in này nó chỉ còn khoảng là 8/10 thôi. Các bác chúng ta bỏ qua được một vài cái lỗi nho nhỏ của sản phẩm thì mình cũng có thể là lựa chọn em này mình mặc hàng ngày. Và bên trên áo này chúng ta có một cái vết, có thể là nó sẽ là cái vết cháy nho nhỏ, nói chung là một cái vết rất là nhỏ thôi. Nếu như mà không để ý thì chúng ta cũng không phát hiện ra được. Nếu như mà quý chị chúng ta bỏ qua được thì chúng ta cũng vẫn có thể là sử dụng cái em này mình mặc hàng ngày. Form dáng suông này và dành cho các bác chúng ta có cân nặng khoảng 65 đến 70 kg, các bác có thể sử dụng em này. Một thiết kế áo đến từ thương hiệu Croquet với cái chất liệu của mình nó sẽ là chất liệu gió hai lớp, bên trong có thêm một cái lớp vải lót lưới mềm mịn để các bác chúng ta sử dụng. Và toàn bộ các cái phần cúc ở đây sẽ là cúc bấm này, nên là các bác chúng ta dùng rất là thuận tiện luôn. Mã sẽ là A157. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo của nhà Reebok. Em này cũng với cái tông màu xanh than luôn. Mã sẽ là A158, chiều dài là 71, ngang là 56, size L cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 65 đến 70 kg, các bác có thể lựa chọn em này. Cái sản phẩm này thì sẽ là một cái sản phẩm mặc lên cực kỳ là thông thoáng cho quý chị. Với cái thiết kế vải lỗ này ở mặt đằng sau lưng cũng như là ở dưới cái phần sườn này, nó sẽ là thiết kế vải lỗ, nên là các bác có thể sử dụng mặc trong thời điểm hiện tại, vừa chắn gió chống bụi mà vừa tạo ra cái cảm giác là thông thoáng
phòng cho mình, mã A158. Mọi thông số nhà sành Doxy sẽ ghi ở phía bên tay trái màn hình để cho quý anh chị chúng ta tiện theo dõi. Và em này thì cũng như các sản phẩm khác thôi, chúng ta có thiết kế túi chéo ở phía dưới đây cho các bác chúng ta có thể sử dụng mình dựng ví như điện thoại. Em này thì sẽ là một sản phẩm chính hãng của nhà Reebok, một thiết kế áo gió một lớp phù hợp để cho quý anh chị chúng ta sử dụng trong cái thời điểm mà nhiệt độ nó không quá lạnh. Mã của em này sẽ là mã A158 này, tông màu xanh cam rất là dễ mặc dễ dùng. Rồi chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo, cũng là một quần áo với tông màu xanh cam luôn. Em này thì sẽ là cái chất liệu vải kaki, mã A159, chiều dài là 64, ngang là 53 và vai là 56. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta xung quanh 60 đến 65kg là các bác có thể là lựa chọn em này rồi. Độ mới thì cũng còn tương đối là cao. Phía dưới đây thì sẽ có túi vuông rộng rãi, có nắp có cốc cẩn thận cho các bác chúng ta sử dụng, và cũng có cả túi chéo luôn. Hai cái không gian túi này thì nó sẽ là hai cái không gian khác nhau, nên là các bác có thể là đựng được rất là nhiều đồ đạc khi mà sử dụng cái sản phẩm này. Em này thì sẽ là một thiết kế có mũ này. Bác nào mà muốn sử dụng mũ, mình có thể là tháo cái phần túi ở cái cổ này ra, mũ nó sẽ nằm ở bên trong, còn không các bác chúng ta cho vào như này thì trông nó sẽ rất là gọn gàng. Áo với chất liệu kaki, và nó sẽ là cái chất liệu kaki một lớp thôi, nhưng mà vẫn đảm bảo cho quý anh chị là lên phong dáng chuẩn chỉnh. Cái thứ hai là chẳng gió chống bụi, giữ ẩm rất là tốt cho mình. Mã A159 này, một quần áo tông màu xanh cam trơn rất là hợp lý để cho quý anh chị chúng ta sử dụng trong cái thời điểm hiện tại. Và tiếp theo thì sẽ là một con áo khoác gió với tông màu đen. Em này sẽ là một sản phẩm chính hãng của nhà Mizuno, một cái thương hiệu của Nhật Bản. Mã A160, chiều dài là 69 và sau là 74, ngang sẽ là 63. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta xung quanh khoảng 70kg là các bác có thể yên tâm chúng ta lựa chọn em này. Form dáng suông rất là rộng rãi thoải mái luôn. Và cái thiết kế của mình trông nó sẽ rất là thể thao năng động. Chất liệu gió hai lớp này, và bên trong thì sẽ có cho mình một cái lớp lót mỉ giữ ấm giữ nhiệt rất là tốt. Mã A160 cho một thiết kế chính hãng của nhà Mizuno, độ mới của sản phẩm cũng còn rất là cao, nên là bác nào yêu thích sản phẩm này thì chúng ta nhanh tay liên hệ chốt đơn với nhà sành Doxy. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một sản phẩm áo khoác gió tông màu đen. Em này sẽ là một thiết kế của nhà Asics. Đây cũng là một sản phẩm áo khoác gió một lớp cho các bác chúng ta lựa chọn, chúng ta sử dụng trong cái thời điểm hiện tại. Khi mà nhiệt độ nó không quá lạnh thì mình hoàn toàn có thể là yên tâm sử dụng các sản phẩm áo khoác gió như này, để đảm bảo mình đi ra ngoài mình có cái mình chắn gió chống bụi nó được tốt hơn. Em này sẽ có mã là A161, chiều dài là 73, ngang là 56 và vai là 45. Size XL cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 70 đến 75kg, các bác có thể lựa chọn em này. Và đằng sau này thì sẽ có một cái thiết kế hình in, tuy nhiên là cái hình in này nó không còn được mới cho lắm. Các bác bỏ qua được cái lỗi nhỏ nhỏ này thì có thể là lựa chọn cái sản phẩm này. Tông màu đen này thì rất là dễ mặc, dễ dùng và dễ để quý chị chúng ta phối đồ rồi. Mã A161 này, và dưới đây thì cũng có túi chéo đầy đủ cho các bác chúng ta sử dụng luôn. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm nữa cũng với cái tông màu đen. Em này thì sẽ là một sản phẩm chính hãng của nhà Dunlop, một quần áo rất là đẹp. Với cái phần khóa của mình sẽ là khóa đỏ này, và có thêm một vài các cái đường viền đỏ ở bên trên. Mã của sản phẩm sẽ là A162, chiều dài là 71, ngang là 59, size XL cho quý chị chúng ta khoảng là từ 70 đến 75kg, các bác có thể lựa chọn này. Thiết kế form dáng suông và cái thiết kế của mình cũng rất là đơn giản, mình thích cho các bác chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày. Tông màu đen thì rất là dễ để phối đồ rồi. Và đây cũng là một cái sản phẩm áo khoác gió một lớp để cho quý chị chúng ta sử dụng, chúng ta mặc hàng ngày. Mã A162, độ mới của sản phẩm này còn rất là cao. Đây sẽ là một sản phẩm chính hãng của nhà Dunlop Motorsport. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sành Doxy. Rồi tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một thiết kế áo khoác gió tông màu xanh than. Em này thì sẽ là một sản phẩm chính hãng của Champion, trên này sẽ là tem mác của thương hiệu này, và mã sẽ là A163, chiều dài là 71, ngang là 56, size L cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70 kg, các bác có thể lựa chọn em này. Chất liệu của mình nó sẽ là chất liệu vải gió dày dặn với một cái lớp lót ở bên trong, sẽ là một cái lớp vải lót cũng với cái độ dày vừa phải thôi, đảm bảo cho quý chị là chúng ta mặc lên chắn gió chống bụi tốt. Và cái thứ hai nữa là mình mặc rất là thoải mái dễ chịu. Phía dưới đây thì sẽ có cho quý chị các cái thiết kế túi chéo này, mình có thể là đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Đặc biệt em này sẽ có cho mình một cái dây rút ở phía lai áo, các bác chúng ta muốn mặc ôm gọn gàng vào người thì mình hoàn toàn có thể là điều chỉnh ở phần lai áo này. Mã của sản phẩm sẽ là A163, cho một thiết kế chính hãng đến từ thương hiệu Champion với cái tông màu xanh, mặc cũng rất là nổi bật và cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một sản phẩm nữa cũng với tông màu xanh cam luôn. Em này thì sẽ là một thiết kế của nhà Montblanc với mã là A164, chiều dài là 65 và sau là 68, ngang là 53, size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65kg, các bác có thể là lựa chọn em này. Cái sản phẩm của mình thì sẽ có một cái túi đứng ở trước ngực áo này, và dưới đây thì cũng có túi chéo cho các bác chúng ta sử dụng luôn. Toàn bộ túi ở bên trên sản phẩm sẽ là có thiết kế khóa kéo hết, nên là các bác yên tâm đựng đồ không bao giờ lo là bị rơi bị mất. Chất liệu gió của mình lại rất là dày dặn với một cái lớp lót
lót ở bên trong đó, để đảm bảo cho quý anh chị là giữ ấm giữ nhiệt được thật là tốt. Mã của sản phẩm này sẽ là A164, mẫu thiết kế chính hãng của nhà Manbel, và cái tông màu cũng rất là dễ để quý anh chị chúng ta sử dụng. Rồi chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo, đó sẽ là một con áo khoác gió tông màu đen của nhà Hillcroft, một con áo cực kỳ là trơn suông đơn giản. Cho bác nào yêu thích cái phong cách tối giản nhẹ nhàng, chúng ta có thể lựa chọn em này. Mã A165, chiều dài là 71, ngang là 61 và size của sản phẩm sẽ là size XL cho quý chị chúng ta từ 70 đến 75 kg, các bác có thể lựa chọn em này. Form dáng của mình sẽ là thiết kế form dáng suông, chất liệu gió hai lớp dày dặn, với cái lớp bên trong sẽ là một cái phần lớp lót nỉ này. Đó, các bác hoàn toàn có thể sử dụng em này trong thời điểm hiện tại, cũng như là mình có thể sử dụng cho những năm sau nữa. Ở khi mà cái nhiệt độ xuống thấp, mình hoàn toàn có thể là lôi em này ra chúng ta dùng được luôn. Mã của sản phẩm sẽ là A165 này, và con áo này sẽ là thiết kế màu đen trơn đơn giản. Nếu các bác yên tâm về cái sự phối đồ của em này cực kỳ ok. Và cái đường may áo của mình cũng có một cái thiết bị dây rút này để cho quý chị chúng ta điều chỉnh. Các bác có thể là mặc kiểu form suông, hoặc các bác có thể là mặc kiểu hơi ôm một người một chút cũng được. Mã A165, một con áo chính hãng của nhà Hillcroft với cái độ mới còn rất là cao. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm nữa cũng với cái tông màu đen. Em này thì sẽ là một thiết kế của nhà Decente, với một con áo gió ở cái phần cổ mình sẽ là cổ tim này. Mặc những cái thiết kế cổ như này thì trông mình sẽ rất là nhẹ nhàng lịch sự. Và tông màu của mình cũng là cái tông màu đen trơn, phối thêm một vài các cái đường viền màu trắng này, trông cũng khá là thể thao năng động. Mã A166, chiều dài là 66 và sau sẽ là 70 và ngang sẽ là 57. Cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70 kg, các bác có thể lựa chọn em này. Thiết kế của mình nó sẽ là mặc như kiểu mặc một con áo phông luôn, nhưng mà cái chất liệu của mình nó sẽ là chất liệu gió để đảm bảo cho quý chị mặc lên chắn gió chống bụi tốt. Và cái chất liệu này quý chị chúng ta không bao giờ lo là bị ba bị xù luôn, các bác mặc giặt máy giặt thoải mái. Mã A166 này với một thiết kế áo phong dáng thể thao tông màu đen. Tiếp theo các bác nào mà chúng ta yêu thích tông màu tím thì chúng ta có thể là tham khảo cái em này, một thiết kế của nhà Dunlop Motorsport. Cái dòng này thì quý chị chúng ta có thể sử dụng để chúng ta chạy xe ngoài đường. Mã A167, chiều dài là 58 và vạt sau sẽ là 63, ngang sẽ là 47. Cho quý chị chúng ta có cân nặng xung quanh khoảng 60 kg thì quý chị có thể lựa chọn này. Cái tông màu của mình nó sẽ là cái tông màu tím này, trên cái chất liệu gió, và trông nó sẽ là kiểu hơi bóng một chút, hơi bóng nhẹ một chút thôi, nên là các bác yên tâm chúng ta mặc. Và cái sản phẩm này cũng rất là trẻ trung năng động, bên trên phần vai sẽ có cho mình một hình in tên của thương hiệu Dunlop, mã sẽ là A167, và cùng với các cái thiết kế túi chéo đầy đủ có khóa cho các chúng ta sử dụng, mình đừng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Chất liệu thì sẽ là chất liệu gió hai lớp này, với một cái lớp lót lưới ở bên trong đó. Các bác mặc em này thì cực kỳ là thoải mái rồi. Mã A167 với cái độ mới rất là cao, có bác nào vừa mặc bên này thì chúng ta nhanh chóng là chúng ta chốt đơn. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một sản phẩm áo khoác gió tông màu đen. Nhìn chung ngày hôm nay chúng ta có những cái sản phẩm rất là cơ bản basic để cho các bác chúng ta sử dụng, chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày. Mã của sản phẩm này thì sẽ là A168, chiều dài là 71 và ngang sẽ là 61, size XL cho quý chị chúng ta từ 70 đến 75 kg, các bác có thể là lựa chọn em này. Cái form dáng của mình sẽ là thiết kế form dáng suông rất là rộng rãi thoải mái luôn. Và đây sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Uniqlo, một con áo khoác gió với cái chất liệu gió một lớp này, cũng đảm bảo cho quý chị là mặc lên chuẩn chỉnh form dáng, và cái thứ hai nữa là chắn gió chống bụi cũng rất là tốt cho mình. Ở phía dưới thì sẽ có các cái thiết kế túi chéo này cho các bác chúng ta sử dụng, mình giữ ấm tay, mình đựng đồ, mình ví tiền điện thoại. Mã A168 của con áo khoác quá là đơn giản để cho các bác chúng ta sử dụng, mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm, mặc đi xe ngoài đường cũng rất là ok. Tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo khoác gió tiếp theo. Đây sẽ là một con áo của nhà Lotto. Em này thì được cái là cực kỳ dày dặn luôn. Mã A169, chiều dài là 74, ngang là 61, size L cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70 kg, các bác có thể lựa chọn em này. Cái form dáng của mình cũng là thiết kế form dáng suông này, và cái họa tiết ở phía trước áo mình sẽ có thêm một vài các cái đường viền với cái tông màu xanh than. Ngực áo thì sẽ có cho mình một cái logo của nhà Lotto. Em này thì sẽ là một con áo khoác gió chất liệu hai lớp dày dặn, với cái lớp lót bên trong cũng rất là dày, cái vải gió bên ngoài của mình cũng cực kỳ dày dặn luôn, nên là đảm bảo cho quý chị là chắn gió chống bụi và giữ ấm rất là tốt. Độ bền của em này cũng rất là cao, các bác có thể là sử dụng không những năm nay, năm sau các bác chúng ta vẫn có thể là lôi ra mình dùng như bình thường. Mã A169 này thì quần áo rất là đẹp và độ mới còn rất là cao, đến từ thương hiệu Lotto. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo của nhà New Balance. Con này có mã là A170, chiều dài là 67, ngang là 62, size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65 kg, mình có thể lựa chọn em này. Sản phẩm sẽ là phối màu giữa hai tông màu xanh than và tông màu cam. Nhìn chung thì cũng khá là nổi bật và cũng
vừa vặn cái độ đơn giản để các bác chúng ta lựa chọn chúng ta mặc hàng ngày. Em này thì sẽ là một sản phẩm áo gió hai lớp, với cái lớp lót bên trong sẽ là một cái lớp lót nỉ cũng là mỏng nhẹ thôi, nên là các bác yên tâm chúng ta sử dụng được trong cái thời điểm hiện tại khi mà cái nhiệt độ không quá lạnh, mình có thể là lựa chọn em này chúng ta sử dụng. Và bên trên ngực áo thì sẽ là một cái phần một cái phần in tên và logo của nhà Timberland. Dưới đây thì cũng có túi chéo để cho các bác chúng ta sử dụng. Mã của sản phẩm sẽ là A170. Bạn nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với nhà Sành Lô Xin. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế áo với tông màu xanh than, em này cực kỳ đẹp luôn. Và cái sản phẩm của mình nó sẽ là cái chất liệu kaki rất là dày dặn, độ mới còn rất là cao, một thiết kế của nhà Ken Jack Sport. Mã của sản phẩm là A171, chiều dài là 62, ngang là 57 và vai là 48cm. Cho quý anh chị chúng ta có cân nặng từ 60 đến 65kg, các bác có thể lựa chọn em này. Form của em này cực kỳ đẹp luôn, một cái form rất là gọn gàng nhưng mà vẫn đảm bảo cho quý anh chị là mặc lên thoải mái dễ chịu. Ngực áo sẽ có cho mình một cái túi ngang này và túi có quá cẩn thận luôn. Dưới đây thì sẽ là các cái thiết kế túi chéo như các cái sản phẩm khác thôi. Và cái chất liệu của mình nó sẽ là cái chất liệu kaki một lớp, đằng sau thì sẽ có thêm một cái lớp vải lót mềm mịn ở bên đằng sau như thế này. Còn đâu thì mặt đằng trước của mình sẽ là cái chất liệu kaki một lớp, nó vẫn đảm bảo cho quý chị là lên form dáng chuẩn chỉnh. Mã của sản phẩm sẽ là mã A171, một thiết kế của nhà Ken Jack Sport với cái độ mới rất là cao. Bác nào mà vừa vặn và sẵn với cái sản phẩm này thì chúng ta nhanh tay là chúng ta liên hệ với nhà Sành Lô Xin, mình chốt đơn em này, đảm bảo là quý chị chúng ta không bao giờ chúng ta hối hận luôn. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một sản phẩm áo với cái tông màu đen, em này form dáng khá là to này. Mã sẽ là A172, chiều dài là 77, ngang là 62 và vai là 52. Size 2XL cho các bác chúng ta có cân nặng khoảng là 75 đến 80 kg, các bác có thể lựa chọn em này. Thiết kế tông màu đen trơn rất là dễ mặc dễ dùng. Và cái sản phẩm của mình sẽ là cái thiết kế chất gió hai lớp này, bên trong sẽ có cho mình một cái lớp lót vải lưới, một cái lớp vải lưới như này để đảm bảo cho quý chị là chắn gió chống bụi tốt, cũng như là mình mặc lên nó được thoải mái dễ chịu. Em này thì cũng đầy đủ túi chéo ở phía đằng dưới này và túi cũng rất là rộng rãi, có khóa cẩn thận cho các bác chúng ta sử dụng mình được đồ đạc khi mà đi ra ngoài. Và cái đường lai áo của mình sẽ có một cái dây chun, nó sẽ có một cái thiết bị để quý chị chúng ta điều chỉnh cái đường lai áo này. Bác nào muốn mặc suông thì mình có thể là kéo bớt ra, còn không các bác mặc theo cái form này cũng rất là gọn gàng. Mã lớp này thì sẽ là mã A172, với cái tông màu đen thì các bác yên tâm là phối đồ rất là đơn giản dễ dàng dùng, có một cái thiết kế rất là cơ bản basic cho các chúng ta lựa chọn. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay, nó sẽ là một con áo với cái thiết kế form dáng bomber, với cái tông màu của mình sẽ là tông màu xanh lá, chất liệu kaki dày dặn. Mã A173, chiều dài là 62, ngang là 52 và vai là 41. Size M cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 60 đến 65 kg, các bác có thể lựa chọn em này. Cái form dáng của mình nó sẽ là cái form dáng rất là gọn gàng luôn, tay áo và lai áo đều được bo chun rồi, nên là bác nào chúng ta lựa chọn em này mà chúng ta mặc chạy xe ngoài đường thì cực kỳ là hợp lý, mình không lo là bị gió lùa vào trong người. Ngực áo thì sẽ có cho mình cái hình thêu tên của thương hiệu này, các cái thiết kế hình thêu như này nếu bác yên tâm cái độ bền của nó rồi. Và cho quý chị chúng ta coi kỹ một chút cái lớp lót bên trong, nhìn chung thì đây sẽ là một cái sản phẩm kaki một lớp thôi, nên là các bạn yên tâm chúng ta lựa chọn nó, cái chất liệu cũng rất là dày dặn. Phía dưới đây thì cũng có túi này, túi chéo để cho quý chị chúng ta sử dụng và túi có cúc cẩn thận luôn. Mã của sản phẩm sẽ là A173, các bạn yêu thích cũng như là vừa vặn với sản phẩm này thì chúng ta cũng liên hệ cho đường lối nhà Sành Lô Xin. Và đây sẽ là sản phẩm cuối cùng kết thúc của ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn quý chị chúng ta theo dõi phiên live hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự là yêu thích. Sành Lô Xin xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Đừng quên ủng hộ nhà Sành Lô Xin bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà Sành Lô Xin ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.